Quang Vũ Thơm xin chào tất cả các bạn yêu mến cây ngô. Bữa nay Vũ Thơm lại review thêm nghệ nhân Danh Lâm và Quỳnh cũng đang làm cái dầm mọi người để chuẩn bị tập dượt cho kỳ sắp tới, thì vài bữa nữa thì bữa Chủ Nhật thì mới bắt đầu làm ghe. Mới bắt đầu làm ghe này thì mới bắt đầu vô bộ lon con tán rồi xong rồi mới bắt đầu lên đầu, thì Vũng Thơm cố gắng review cho cô chú với anh chị các bạn mình tiện theo dõi hơn. Vì Vũng Thơm mời tất cả mọi người cùng theo Vũng Thơm để đi xem nghệ nhân Danh Lâm làm dầm và khâu chuẩn bị như thế nào. Xin mời mọi người. Vâng, Vũng Thơm TV xin chào tất cả cô chú với anh chị các bạn yêu mến ghe ngô. Bữa nay Vũng Thơm lại review thêm anh Quỳnh đang đẻo dầm cho cô chú quý anh chị mình tiện theo dõi luôn. Anh Quỳnh mình đẻo một ngày được bao nhiêu cây anh Quỳnh? 50 cây. Là đẻo sơ vậy đó phải không? Giờ dầm mà cũng đã đẻo sơ vậy đó mọi người, khi nào đẻo xong vậy bắt đầu mới bào tiếp. Thấy cái máy bào đó bào lại rồi cái cán đó thì cũng đã cắt làm cái ni xong hết rồi. Đã làm cái ni như vậy xong hết rồi nè, rồi chỉ có lấy ngang cái mấy chỗ phần này thôi đó. Cái này trời mưa chưa có ai lại. Bữa nay mình làm có dầm không anh Lâm? Ghe này bữa nào mới mình lập? Chủ nhật tới là ghe. Lập là mình vô mấy cái bộ lon con tán này luôn à. Chủ nhật mới bắt đầu lập ghe mọi người. Thì bắt đầu mới đóng mấy bò lon con tán này vô trong thịt hết. Đóng mấy bò lon này vô trong thịt hết cho nó ngập ở trong thịt này luôn. Rồi mới bắt đầu chét chai vào sơ sơ lại. Thì bữa nay thì mấy bữa nay thì không có làm bên phần ghe. Chỉ có đẻo dầm. Để chuẩn bị cho anh em gần gần ta này bắt đầu chuẩn bị tập dượt. Thì cũng Thơm cố gắng review cho cô chú với anh chị các bạn mình tiện theo dõi. Đây là những dầm bắt đầu làm thành cái ni dầm hết rồi này. Bắt đầu mới cưa ra như vậy. Cưa ra như vậy xong rồi mới bắt đầu mới đẻo sơ sơ lại mới bắt đầu bào tiếp. Ngày này hơi chen còn bạn toàn men sửa tục thêm mấy ngày tích bệnh chập đó mà cả là hay quay bộ lon. Rồi chôn luôn là sạch thơ nữa hả? Thế bên cả là tuột mô rồi mới chôn cho hay bằng tập lập một quý nhân chôn cả ba chương hay bọn thông có khăm của là Tesla chôn dây ta ngày đi quỳnh là bông trà ha cho bà trà thèm lâu của bạn phải là đập đơm á trà tua tua nhưng hay bình vô đây may nó khu vui anh đi cho bà tốt khách. Cái này là dầm để tập dượt mọi người, bề ngang một thước mốt, thì ngang mặt có chiều dài từ 1 thước 3 tới 2 thước 2 luôn ở dầm lái. Giờ anh em cũng đang xả hơi uống trà. Cái này có tổng chiều dài khoảng 31 mọi người, khoảng 31 mét luôn, đầu luôn lái luôn là tổng cộng khoảng 31 mét. Thì nghệ nhân Danh Lâm mới chia sẻ thì bữa Chủ Nhật thì mới bắt đầu lật tán mấy con mùa lon này vô trong thịt cây hết để mình lật rồi vô chai giác chai luôn rồi mới bắt đầu vô đầu. Thì
cũng không có gì quay nhiều thì cũng thơm cố gắng quay chút chút để cho cô chú quý anh chị các bạn mình tiện theo dõi hơn. Khi nào ảnh cũng thơm sẽ đi các mùa khác để quay cho mọi người xem. Đây là bộ giọng tập vợt nha mọi người. Đây này cái gì, cái dây ấy vô bên. Chà mông vàng hả? Tay tượng hả? Thì thấy thịt nó dai hơn mấy cái loại cây kia ha. Này chắc dầm nó dẻo lắm ạ. Này nó dai hơn mà cây sao mọi người. Cái thịt nó bội đẻo nó cũng thấy dai này, nó ngược xuôi từ lưa cái chân. Là cây làm dầm tay tượng đó mọi người, dầm mà vợ. Mấy chú lại chùa làm gì chú? Dạ, kính thưa chú, tôi lại coi mấy ông thợ đóng ghe chú ơi. Dạ. Lại coi đóng ghe ông nội tôi. Không có phụ gì đó hả? Không có phụ gì. Phụ cái gì mà phụ, rồi coi mình đâu có biết đâu mà đóng. Này mình coi nặng học hành, kiếp sau mới học làm được, kiếp này già rồi chú. Sao đợi đi kiếp sau lâu vậy? Đó, bây giờ mình già làm không có nổi nữa. Năm nay chú được bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay mới 72. 72. Dạ, vậy cũng già, chắc hết kịp rồi, để dù sao á, kiếp sau. Rồi cảm ơn chú nhiều nha. Rồi cái mỏng như mà dịu cái dầm nó mới vừa mọi người. Đào xong rồi mới đầu mới cài nhám thêm. Đây là nghệ nha. Vâng, phần cuối Vũng Thơm TV cũng xin cảm ơn tất cả cô chú quý anh chị các bạn yêu mến kênh cùng đồng hành với Vũng Thơm TV. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh để và chia sẻ để cho mọi người biết đến nhiều hơn. Vũng Thơm TV cũng xin cảm ơn tất cả cô chú quý anh chị các bạn yêu mến nghe ngô rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Bà ta nói nông trong một chập video này Vũng Thơm TV cả sống hoa quân bằng ôn nhạc sân hà tục để bạn chú ý ủng hộ kênh Vũng Thơm TV để chú ý check, chú ý like, chú ý share Vũng Thơm TV phong bạc. Hay nào trong chập video này Vũng Thơm TV cả sống chuôn bố dây ta phục mai dân sọc. Sau đây mình có tặng ọc này bà ta sống hoa quân.